Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học của ngày 29 tháng 6 năm 2023 với đề tài đó là những khí dụng thánh trong nơi chi thánh. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, y dốc của chúng con, tạ ơn Chúa vì mọi điều mà Chúa đã ban cho mỗi một chúng con. Tạ ơn Chúa, giờ này chúng con được có thời giờ để học là của Chúa. Xin Chúa mở lòng, mở trí chúng con để chúng con hiểu được điều mà Chúa phán dạy với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phật Kinh Thánh nền tảng của chúng ta hôm nay trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 37 câu 1 đến câu 9. Đoạn Bezaleel đóng hòm bằng cây si tim. Bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi và bề cao 1 thước rưỡi. Người bọc vằn rồng bề trong và bề ngoài, cùng chạy đường viền chung quanh, đúc 4 cái khoen vàng, đặng gắn bốn góc, 2 cái bên hông này, 2 cái bên hông kia. Người cũng chuốt các đòn bằng cây si tim bọc vàng, rồi xỏ đòn đó vào khoen 2 bên hông đặng khiêng hộp. Người cũng làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi. Làm 2 tượng cherubim bằng vàng đánh giác để nơi 2 đầu nắp thi ân. Một tượng ở đầu này và một tượng ở đầu kia ló ra nơi 2 đầu nắp. 2 cherubim xè cánh ra che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xen mặt vào nắp thi ân. Cảm ơn Chúa, đó là phần Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ của chúng ta là Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 39 câu 42. Dân Israel làm mọi công việc này y như mạng lệnh của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Câu hỏi suy gẫm: hòm bản chứng và nắp thi ân do ai làm và được làm như thế nào? Vị trí 2 vật thánh này trong đền tạm cho biết gì về tình yêu của Đức Chúa Trời? Bạn đáp ứng như thế nào đối với luật pháp và ân sủng của Chúa? Ông Bezaleel là người được Chúa chọn làm đội trưởng đội xây dựng, cũng là người được Chúa chọn đóng hòm bản chứng và nắp thi ân, là 2 khí dụng nơi chí thánh, cho thấy sự trân quý và tầm quan trọng cốt lõi của 2 khí dụng này. Ông Bezaleel đã làm y theo mọi điều Chúa đã chỉ dạy trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 25 từ câu 10 đến câu 22, từ vật liệu và kích thước hòm bản chứng, 4 khoen vàng ròng, 2 đòn khiên bằng gỗ si tim và bọc vàng đều theo đúng sự hướng dẫn của Chúa. Bên trong hòm bản chứng chứa 10 điều răn, căn bản do chính ngón tay Chúa viết trên 2 bảng đá. Sách Ê-díp-tô Ký đoạn 25 câu 16. Nắp thi ân sử dụng vật liệu vàng ròng với kích thước đúng như lời Chúa đã dạy. 2 tượng cherubim bằng vàng đánh giác xè cánh ra che trên nắp thi ân, đối diện nhau và cùng hướng vào nắp thi ân. Nắp thi ân được đặt khít trên hòm bản chứng. Khi so sánh với những điều Chúa đã truyền dạy về kiểu đền tạm và kiểu mẫu các khí dụng bên trong nơi chí thánh, chúng ta thấy ông Bezaleel đã làm mọi điều Chúa truyền một cách cẩn trọng và chính xác tuyệt đối về chất liệu, kích thước và thẩm mỹ đến từng chi tiết. Để làm được như vậy, ông phải có tinh thần kính sợ Chúa, tuyệt đối thực hiện theo sự chỉ dạy của Chúa. Ông cũng phải hiểu rõ từng công đoạn và thực hiện chính xác trong phần việc được phân nhiệm cho mình. Vâng phục Chúa trọn vẹn và cẩn trọng trong công việc Chúa là đức tính phải có của mỗi chúng ta ngày nay để sự hầu việc Chúa của chúng ta đem lại kết quả cho Chúa và Hội Thánh. Phần đoạn Kinh Thánh này còn cho chúng ta thấy trong nơi chí thánh có luật pháp và ân sủng. Mặc dù giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Israel dựa trên luật pháp 10 điều răn căn bản, nhưng nắp thi ân được phủ lên trên. Luật pháp Chúa ban cho là trọn lành, chuẩn mực để con dân Chúa sống công chính, an lành và hạnh phúc. Nhưng sau khi sa ngã, loài người thiếu mất sự vinh hiển của Chúa. Không ai có thể làm trọn luật pháp và đứng vững trước đấng chí thánh.
Chúa đã chọn ngự trên nắp thi ân để gặp gỡ Môi-se và phán xét dân Chúa. Tuyển dân trong thời Cựu Ước và Cơ Đốc nhân ngày nay đều kinh nghiệm tình yêu, sự khoan dung và nhận lãnh linh ân của Chúa trước khi có khả năng tuân giữ luật pháp của Ngài. Ân sủng Chúa dư đầy, tiếp tục kiên nhẫn và làm cho chúng ta nên thánh hơn mỗi ngày. Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta vừa đọc phần bài học. Khi cô chú anh chị em học bài học của ngày hôm qua cũng như bài học của ngày hôm nay, thì chúng ta được Chúa nhắc nhở rất là nhiều. Vậy thì hôm nay cô chú anh chị em được Chúa nhắc nhở điều gì khi chúng ta học cái phần bài học của ngày hôm nay? Nếu nói đến ông Bezaleel cùng với những người được Chúa cảm động để làm công việc của Chúa, thì họ đã làm hết sức là chi tiết. Và cái điều mà lại được Chúa nhắc nhở đó của chú anh chị em là chính bản thân Lợi thôi. Khi còn nhỏ thì Lợi rất là thích về kỹ thuật, ví dụ như là điện tử rồi âm thanh, rất là thích những cái đó. Và rồi lớn lên thì cũng hướng cái công việc của mình về cái hướng đó, cũng trau dồi về phương diện kỹ thuật, rồi cũng học về kỹ thuật và cũng làm việc về kỹ thuật. Nhưng mà khi Chúa bắt đầu cảm động lòng của Lợi, thì Lợi đã bắt đầu sử dụng những cái điều mình biết để dâng lên trong công việc nhạc của Chúa. Ví dụ như là thiết kế âm thanh cho nhạc Chúa, rồi chỉnh âm thanh cũng như là chỉ lại cho anh em của mình. Rồi sau này thì Chúa sử dụng để có thể sử dụng vi tính, để có thể kết nối của chú anh chị em học Kinh Thánh ở trên kênh nhóm học Kinh Thánh Yêu Thương. Trước đây thì học ở trên kênh này của Lợi, nhưng mà sau này thì sử dụng kênh nhóm học Kinh Thánh Yêu Thương. Và từng bước Chúa đang sử dụng những cái gì. Bây giờ lại suy nghĩ lại, lại thấy những cái gì mà từ nhỏ Chúa đã chuẩn bị cho mình, Chúa trao dồi cho mình, Chúa đã cho mình cái ơn để mà mình có những cái điều đó, để rồi đến khi Chúa kêu gọi chúng ta bước vào trong công việc để chúng ta làm cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì mỗi chúng ta đều có những cái khả năng. Ông Bezaleel, ông cũng là một người có khả năng. Và khi Chúa kêu gọi ông để ông dâng cái khả năng của mình trong bàn tay thương của Chúa, để Chúa sử dụng đôi tay của ông, tâm trí của ông và khả năng của ông, thì chúng ta ngày hôm nay gọi đó là ân tứ. Như vậy thì cô chú anh chị em hãy trao cái khả năng của mình vào trong bàn tay thương của Chúa, để Chúa sẽ ban cho chúng ta thêm nhiều hơn nữa. Thứ nhất là Chúa cảm động lòng của chúng ta, để chúng ta ao ước khao khát làm công việc của Chúa. Và Chúa thêm cho chúng ta để chúng ta làm tốt hơn, làm thật là cẩn trọng trong ơn của Chúa. Và như vậy thì đó chính là ân tứ Chúa ban. Vậy thì nói đến đây, phần của Lợi là về phương diện kỹ thuật. Vậy thì cô chú anh chị em, cái phần mà cô chú anh chị em nhận được từ nơi Chúa là điều gì? Và nếu nói rằng ngày hôm nay cô chú anh chị em có ân tứ gì? Cô chú anh chị em đã dâng cái khả năng gì của mình cho Chúa để rồi phục vụ cho công việc nhà của Chúa? Mình xét lại đi. Có nhiều người nói tôi không có khả năng gì trên, tôi không có ân tứ gì hết. Không phải. Chúng ta đều có. Như cảm ơn Chúa, một sư Nguyễn Ngọc Khánh có nói đó, cô chú anh chị em có thể cười. Đúng không? Mình cười, nở một cái nụ cười. Đó là khả năng đem lại niềm vui cho người khác, và mình dâng hiến cho Chúa, mình cười với anh em của mình, mình khích lệ anh em của mình, thì đó là ân tứ. Ân tứ cười, ân tứ có thể đem lại niềm vui cho người khác. Cô chú anh chị em có thể chia sẻ Kinh Thánh. Cô chú anh chị em có thể lên một cái kế hoạch lãnh đạo ban ngành chẳng hạn. Mỗi chúng ta, Chúa đều cho chúng ta rất là nhiều cái khả năng. Từ cắm hoa, đánh đàn, hát, ca ngợi Chúa, chia sẻ lời của Chúa, lên kế hoạch hay là thiết kế chương trình, rất là nhiều. Cho nên chúng ta hãy nhớ là cái gương của Bezaleel, ông là người có khả năng và được Chúa cảm động để rồi ông
dân mình làm công việc của Chúa, và ông đã làm hết sức là chi tiết, hết sức là chi tiết. Và bây giờ chúng ta sẽ nhớ, khi chúng ta làm công việc nhà của Chúa đó, thì đừng bao giờ làm một cách hời hợt. Đừng bao giờ làm một cách hời hợt. Bởi vì khi chúng ta làm một cách hời hợt có nghĩa là chúng ta không có kính sợ Chúa, không có yêu mến Chúa. Mình để ý người mẹ, người cha thương con đó, chăm chút từng cái áo, lại nhớ hồi nhỏ đó, nhà nghèo lắm, thì ba mặc cái quần của ba đó, ba mặc cái bắt đầu nó cũ đi, cái má của lại mới cắt nó ra, lật ngược cái mặt lại, bên ngoài thì nó bạc màu đi, bên trong thì nó và màu vẫn còn giữ được, lật lại thì bắt đầu cắt nhỏ lại và may thành cái quần cho lại mặc. Má của lại chăm chút từng cái đường kim, lúc đó phải ngồi may tay đó, đốt cái đèn dầu ngồi may từng mũi kim, từng mũi kim, với cả một cái lòng yêu thương con. Và may cho nhà Lợi có ba anh em thôi, anh Lợi tới chị Lợi là tới Lợi, tất cả đều nhận được cái sự yêu thương của ba má như vậy. Vậy thì chúng ta dành cái gì mà tốt nhất cho người mà mình thương, mình để trong đó cái tấm lòng của mình, từng chi tiết, từng cái cách. Là biết có những người yêu mến Chúa đó, khi cắm hoa cho nhà của Chúa đó, chăm chút từng chút một, cắt từng cái lá, tỉa từng cái cành để làm sao cho đẹp nhất dâng lên cho Chúa. Vậy thì cô chú anh chị em, những người mà mình đang hát ngợi khen Chúa cũng vậy. Có những người đã chăm chút luyện một cái bài hát. Lại nhớ ở chỗ làm của Lợi đó thì chị chủ nhà là chị đàn cho hội Thánh Chúa, cho nên là cứ tuần này cái ai mà hát tụng kinh Chúa đó thì có những người mà cùng tuổi với chị ở trong ban ngành của chị thì đến tập đó. Lại thấy mấy chị chăm chút lắm, tập rồi ghi lại, nghe lại, rồi sai ở chỗ nào chỉnh, làm thớt là chỉnh chu, để sao, để khi đứng lên hát ngợi khen Chúa, dâng cho Chúa một của lễ tuyệt vời. Vậy thì chúng ta dâng gì cho Chúa? Chúng ta làm công việc Chúa bằng khả năng của chúng ta, nhưng mà chúng ta có làm cách kỹ lưỡng, cẩn thận, và nhớ làm theo ý của Chúa, không phải làm ý của chúng ta. Cho nên như hôm qua lại có học cùng với cô chú anh chị em, đó là gì? Đó là mình phải cầu nguyện để xin Chúa cảm động lòng của mình, cảm động lòng của những người khác để cùng nhau làm việc. Và khi Chúa cảm động, khi Chúa kêu gọi thì chúng ta có sự hiệp một. Và khi Chúa kêu gọi chúng ta bước vào việc của Chúa thì xin Chúa cho chúng ta có đôi tay khéo léo, có cái tâm trí khôn ngoan. Và đồng thời chúng ta phải có tấm lòng. Phải có tấm lòng để chúng ta làm một cách cẩn thận nhất. Bất kể điều gì, ngay cả lau một cái cánh quạt của nhà thờ, lau một cái băng ghế của nhà thờ. Là nhớ ở chỗ lại nhóm thập phượng Chúa ngày xưa đó, có một cái cô lớn tuổi, rồi bác bảo vệ cũng vậy, nó hai người lớn tuổi lắm, nhưng mà xách từng cái xô nước đi lau băng ghế. Cứ ngày thứ bảy là lau sạch sẽ để ngày Chủ nhật con dân của Chúa nhóm lại. Làm mà bằng cả tấm lòng á, vui vô cùng, mặc dù xách nước đau, rồi xách lên ở trên lầu nặng khó, có khi thì có lợi thì lại phụ xách lên, có khi thì phải tự xách từng bước như vậy. Nhưng mà vui vì cớ được làm công việc của nhà Chúa. Cô chú anh chị em ơi, cô chú anh chị em có vui khi chúng ta được làm công việc của Chúa không? Và công việc mà Chúa giao cho cô chú anh chị em hiện tại là công việc gì? Cô chú anh chị em đã làm với thái độ như thế nào? Những khí dụng thánh trong nơi chí thánh dâng lên cho Chúa, thể hiện tất cả sự vinh quang thuộc về Chúa, thì chúng ta có những cái gì, những công việc của chúng ta đang chăm chút, đang làm đó cũng dâng lên cho Chúa, vinh hiển thuộc về Chúa. Đừng làm sơ sài, đừng làm qua loa. Như vậy thì chúng ta làm buồn Chúa đó. Nhưng phải làm, nếu mà chúng ta làm qua loa đó, chúng ta làm sơ sài là chúng ta làm buồn lòng Chúa. Mà chúng ta phải làm hết sức bằng cả tấm lòng của mình. Chúa thấy tấm lòng của chúng ta, Chúa sẽ ban ơn, càng thêm ơn cho chúng ta, để việc chúng ta làm đó sẽ càng ngày càng tốt hơn, đẹp hơn, vinh hiển thuộc về Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà Chúa nhắc nhở
nhắc nhở lợi khác, nhắc nhở cô chú anh chị em khác, bởi vì mỗi người mình được ơn riêng, nhưng trong chính cái ơn Chúa ban cho, trong chính cái ân tứ, trong chính cái khả năng mà chúng ta dâng cho Chúa, hãy làm hết lòng. Chúng ta cùng đọc phần câu hỏi của bài học. Bạn có nhận biết tình yêu và ân sủng Chúa dư đầy trên đời sống bạn không? Nè. Khi mà Chúa sử dụng chúng ta để chúng ta được dự phần trong công việc nhà của Chúa, đó là tình yêu của Chúa và ân sủng của Chúa đó, của chú anh chị em. Lại thường khóc với Chúa để nói con không ra gì hết. Con tưởng chừng như con không thể nào làm một cái gì cho công việc nhà Chúa nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa Ngài vẫn sử dụng con. Con đứng ở vị trí của một tội nhân, con đứng ở vị trí của một kẻ không xứng đáng gì hết. Phận con làm là phận của kẻ đầy tớ, và thậm chí là một tội nhân mà được Chúa chuộc về, là một kẻ nô lệ đó. Nhưng mà Chúa đã đem con về để sử dụng con, cho con được có ích trong công việc nhà của Chúa. Hãy biết ơn Chúa và hãy thấy tình yêu và ân sủng của Chúa, thưa cô chú anh chị em. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài là đấng chí thánh và đầy lòng khoan dung. Xin tình yêu và ân sủng của Chúa cứ phủ đầy trên con, để con có thể vâng giữ lời Chúa, sống thánh khiết, yêu thương và làm vui lòng Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Ngài đã tha thứ tội lỗi của chúng con. Chúa nâng chúng con lên. Chúa ban chúng con ơn. Chúa sử dụng chúng con trong công việc nhà của Chúa. Cảm ơn Chúa vì không một ai trong chúng con bị bỏ cả, nhưng Ngài sử dụng hết chúng con. Cảm ơn Chúa, mỗi người một vị trí, mỗi người một cái công việc. Không có việc nào sang, không có việc nào hèn. Dù theo loài người có thể có sang, có hèn, nhưng chúng con làm cho Chúa của chúng con. Hết thảy dâng về Chúa, vinh hiển thuộc về Ngài. Xin cho chúng con làm đúng cái chỗ của chúng con, đúng vị trí của chúng con một cách chăm chút nhất, một cách bằng cả tấm lòng. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang đẹp lòng với những việc làm chúng con khi chúng con làm cả tấm lòng dâng lên cho Chúa. Xin nhắc nhở những người nào đang làm hời hợt. Xin nhắc nhở những người nào đang làm cẩu thả, đang coi thường công việc mà Chúa giao. Để chúng con ăn năn, để chúng con biết quay trở lại mà làm hết sức mình. Cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.